Thì bây giờ mình sẽ đọc cho tất cả các bạn nghe, tức là ở đây là cái thông tin nhé, tôi đọc cái thông tin của Bộ Quốc phòng. Đấy, thông tin ban đầu về cái chết của cậu Trần Đức Đô để cho mọi người hiểu. Vâng, liên quan đến vụ quân nhân Trần Đức Đô sinh năm 2002 ở Bắc Ninh tử vong trên thao trường huấn luyện ở Thái Nguyên chiều 30 tháng 6, Bộ Quốc phòng đã có thông tin. Theo Bộ Quốc phòng, ngày 26 tháng 6, Đại đội 14, Tiểu đoàn 4, Trường quân sự quân khu 1 tổ chức cho bộ đội hành quân vào thao trường huấn luyện theo kế hoạch. Trong khoảng thời gian từ 13 giờ 45 cho đến 14 giờ ngày 28 tháng 6, đơn vị đang làm công tác chuẩn bị huấn luyện. Quân nhân Trần Đức Đô báo cáo chỉ huy đơn vị ra ngoài vệ sinh, lý do là đau bụng. Khoảng 14 giờ 20, không thấy quân nhân Trần Đức Đô quay lại, chỉ huy đại đội 14 đã cử 3 quân nhân đi tìm. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, phát hiện quân nhân Trần Đức Đô đấy, đang ở trạng thái treo cổ trên cây keo phía sau đỉnh đồi cách địa điểm huấn luyện của đơn vị khoảng 50 m. Sau đó đơn vị đã tổ chức đưa quân nhân Trần Đức Đô đi cấp cứu ở bệnh viện Gang Thép, thành phố Thái Nguyên. Đến 15 giờ 30 ngày 28 tháng 6, bệnh viện thông báo quân nhân Trần Đức Đô đã tử vong. Sáng nay 30 tháng 6, trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1 Bộ Quốc phòng cho biết cơ quan pháp y và các cơ quan liên quan đang vào cuộc điều tra làm rõ việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong trong quá trình huấn luyện trên thao trường thuộc tỉnh Thái Nguyên. Trước đó Đô đã viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, nửa tháng nay Đô được chuyển lên tiểu đoàn 4, đại đội 14, trường quân sự quân khu 1 đóng tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên huấn luyện. Đến khoảng 14 giờ 20 chiều 28 tháng 6, quân nhân Đô được phát hiện trong tư thế treo cổ trên một cây xanh gần khu nhà vệ sinh ở thao trường huấn luyện dã ngoại của trường quân khu 1. Theo đại tá Thìn, việc quân nhân Đô tử vong đang chờ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, bước đầu khẳng định không có việc Đô bị đánh vì đơn vị đang huấn luyện ngoài thao trường. Về các vết bầm tím trên cơ thể quân nhân này, đại tá Thìn cho biết có thể trong quá trình treo cổ tự tử, Đô đã dễ dụa vùng vẫy nên bị sợ dây thừng siết chặt tạo vết hằn sâu ở cổ. Đồng thời, theo thông tin ban đầu từ cơ quan pháp y, các vết xước trên cơ thể Đô không có tác động của ngoại lực, đơn vị sẽ có cái điều tra một cách rất là rõ ràng. Ở đây là các cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng và của Bộ Công an sẽ tiếp tục điều tra. Vâng, hiện các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời phối hợp với gia đình giải quyết hậu quả. Khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng thì sẽ tiếp tục thông tin vụ việc. Thì bây giờ em nói cho anh biết như thế này, tức là cái vụ việc này ấy, cái chuyện đúng sai thì thôi anh em mình chờ cái cuộc chính thức. Ở đây là mới chính thức là đơn vị người ta đã đưa ra những cái bộ phòng đã đưa ra những cái thông tin như thế. Nhưng ở đây hôm qua em xem một cái live ấy, thì một số người quá khích, anh hiểu không, và đưa vào cái tức là thuê cái để cái thi thể cậu vào và sau đó đưa đến ủy ban để làm áp lực. Nhưng ở đây em thấy có một cái rất hay này, tức là chính bản thân gia đình cậu ấy rất bình tĩnh, tức là khi mà cái xe mà đưa thi thể cậu ấy về mà đến chỗ ủy ban, em không hiểu lúc chỗ đấy ủy ban xã hay ủy ban huyện nữa, định là để ở đấy nhưng mà gia đình quyết định là đưa về nhà. Đấy, đưa về nhà để làm cái lễ an táng cho cậu đấy. Nhưng tức là đơn vị cũng đã kết hợp cùng với gia đình đấy, cùng với gia đình để làm lễ an táng cho cậu đấy. Cho nên là em thấy là riêng về mặt cái gia đình của cậu Đô, cậu rất là kết hợp với là những cái đơn vị bộ đội, người ta tức là gia đình cũng không nghe theo cái lời mà kích động của những cái kẻ mà ví dụ nó không có, tức là mình không phải nói là chưa nói phản động, nhưng cũng có những kẻ tức là chưa biết những thông tin chính xác nó như thế nào, anh hiểu không, đã nhảy vào như thế này khác. Thì hiện nay coi như là đơn vị đấy, kết hợp với gia đình đã làm lễ an táng cho cậu Trần Đức Đô này. Và nói chung là ở đây thực tế là ví dụ những cái chuyện mà ví dụ có cái trường hợp ví dụ là quân nhân ở trong một cái đơn vị đánh nhau hoặc là ma cũ bắt lạc ma mới như tất cả các bạn suy nghĩ suy diễn chẳng hạn, thì nói chung là có những chuyện đấy mà chính chúng tôi là cũng như người ví dụ cũng phản đối,
Và nói chung là hiện nay quân đội không bao giờ bao che cho những cái hành động đó. Các bạn phải hiểu như thế đúng không? Xử đúng người đúng tội nếu mà cái chuyện mà điều tra ra cái chuyện đấy. Nhưng mà ở đây bước đầu thì là cái cơ quan của Bộ Quốc phòng người ta đã đưa ra, và cái chuyện mà khám nghiệm pháp y hoặc như này khác thì bên công an hoặc bên bộ đội, người ta bên Bộ Quốc phòng đấy, người ta đã làm đang tiến hành rất là đấy. Cho nên trong lúc này ấy, thì nói chung là cái bọn mà chống cộng cực đoan nọ kia, tôi nói tất cả các bạn là chúng nó cứ nhè ra một cái chuyện ở Việt Nam mà có một cái xương nào đó mà ấy ra, thì nói chung là chúng nó xuyên tạc nọ kia. Cái bản chất của chúng nó mà từ xưa rồi, ở đây tất cả các bạn đều đã biết rồi đúng không? Cho nên là ngay bản thân tôi nói tất cả các bạn ấy, thì khi các bạn phán xét một cái sự việc gì thì các bạn phải nghe một cái thông tin phải thật là chính xác đúng không? Sau đó các bạn coi phán xét. Ví dụ tôi thấy là ví dụ trong cái live qua một số bạn coi như là bảo là để cái quan tài ở ủy ban rồi là biểu tình hay là làm cái chuyện gì. Tôi nói các bạn là bây giờ ví dụ nguyên nhân như thế nào thì bây giờ tôi nói các bạn là chỉ có cơ quan điều tra đúng không, của bên Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng người ta tiến hành điều tra và đưa ra một cái kết luận cuối cùng. Còn những kẻ nào phạm tội chẳng hạn đúng không, thì nói chung là những cái kẻ đó bị cái tội trước pháp luật Việt Nam là bình đẳng với tất cả các đối tượng, chứ không bao che cho những cái xấu như này thì các trường hợp cộng đô này rồi, mình đã nói như thế rồi. Còn cuối cùng là mình sẽ coi như là chờ cái kết luận cuối cùng của những cái này hoặc là một phòng mình chủ nó chuyển được chủ đề ra sang cái chủ đề khác. Em đưa ra cái thông tin và anh nói chung bình luận như thế, em nghĩ là các bạn cũng không nên bình luận thêm về cái vụ này nữa làm cái gì. Và em chỉ nói một cái câu cuối cùng như này, em nói anh này, những cái gì gọi là nếu mà chúng ta xuyên tạc ấy, thì tôi nói với tất cả các bạn này, nó không có một cái gì nó tuyệt đối cả. Nói mình không có một cái gì kể cả, nó có một cái trường hợp đấy nó xảy ra chẳng hạn thì đó là một trường hợp cá biệt, chứ nó không phải là đại đa số đâu làm vấn đề nhiều. Cho nên là tôi nói các bạn là cái chuyện này các bạn vẫn bình tĩnh. Giả sử có cái trường hợp đó xấu nhất nó xảy ra, ví dụ các tân binh ví dụ là đánh nhau chẳng hạn, bị ấy chẳng hạn, thì nói chung là nó là chỉ là một trường hợp cá biệt thôi đúng không? Mọi việc tất cả nó cũng đều xảy ra. Chẳng hạn ví dụ như ai, ví dụ như cái trường hợp ví dụ kể cả ủy viên Bộ Chính trị chẳng hạn đúng không, người ta mà cũng vi phạm pháp luật mà cũng phải vào tù mà. Em xin phép anh Bằng với anh Phú vậy nè, cái vụ này là anh Bằng muốn dừng rồi, nhưng mà ý em muốn chia sẻ là tại vì cái này là thuộc về em cũng khoảng cỡ gần 10 năm kinh nghiệm về quản quân á, thì em muốn nói là muốn chia sẻ thêm ở cái vụ mà kêu là như các cái luận điệu kia. Em nói thẳng ra là cái luận điệu xuyên tạc của cái đám mà dân chủ cuội kia, và cái thành phần nó không biết gì về cái nội tình, nó lưu loa lên trên mạng với tất cả các lý do và nó chia sẻ. Em quan sát thấy là có tới hàng trăm nick chia sẻ lên hàng chục cái diễn đàn, và đặc biệt là trong các cái diễn đàn fan club của các cái nghệ sĩ là như Hoài Linh rồi Trấn Thành Trường Giang này kia, là trang các cái trang fan club đó là cực kỳ nhiều đó, là các cái clip chia sẻ ở đó. Nhóm bà ý em muốn lên đây em nói là em muốn chia sẻ cho là qua cái kinh nghiệm là quản quân của em á, là cũng gần cả chục năm á chứ không phải là ít đâu. Rồi thành ra thì em muốn nói vậy nè, là khoảng gần năm 2003 là cái chỉ thị 917 của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, lúc đó là ông Phùng Quang Thanh á, là xây dựng chỉnh đốn về quân đội là một cái. Còn đối với ví dụ như ở trong quân khu 7 của em á, năm 2005 á, là cái chỉ thị 70 của tư lệnh quân khu là trong đó cấm hút thuốc uống rượu đó, là có rất nhiều cái là nó rất là tiến bộ, rất là văn minh, và làm cho cái người quân nhân á, ngày càng đứng đắn chỉnh chu hơn đó. Cho nên là cái việc mà kêu mà bắt nạt ma mới ma cũ bắt nạt ma mới á, là cái việc đó là cực kỳ ít. Đương nhiên là ở cái lối tuổi thanh niên mà người ta gọi là 17, 18 tuổi và tuổi bẻ gãy sừng trâu mà thanh niên bốc đồng nông nổi, thì sống trong một cái tập thể toàn là thanh niên như vậy thì không có xảy ra, không thể nào mà không có xảy ra những cái xô xát. Nhưng mà
Ở đây thì em muốn nói là ví dụ như là trong 10 năm quản quân của em, cái đơn vị của em chưa bao giờ mà xảy ra cái chuyện mà mất đoàn kết nội bộ là ở cái chuyện đó. Và cái nữa ở cái trường hợp của cái anh này là hết tân binh rồi. Bây giờ tháng 6 là hết rồi, khoảng cỡ cuối tháng 5 là hết tân binh. Thì ảnh mới về đơn vị kia được bao nhiêu đó thì là hết, sau khi hết tân binh là đã biên về cái đơn vị mới rồi, Biên chế biên biên chế về đơn vị mới rồi là bắt đầu chuyển qua cái giai đoạn thực binh, mà như là ảnh về cái trường quân sự hay là cái gì đó thì có thể là nếu mà về trường quân sự đó, thì có thể làm vệ vệ binh. Cái thứ hai nữa cũng có thể là ảnh được cử đi học là cái lớp tiểu đội trưởng. Đấy là hai cái trường hợp như vậy. Còn lại cái nguyên nhân như thế nào thì anh em mình dừng không có bàn, là ở cái chỗ khi nào có kết luận của bên bên là tòa án quân sự này kia và các cơ quan điều tra phối hợp người ta là công bố thì anh em mình mới mới phân tích mới 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 bàn như thế nào. Đó đó là còn cái nguyên nhân ban đầu người ta xác định là tự tử, đó là cái điều tra ban đầu là xác định như vậy, đó chưa phải là cái kết luận cuối cùng đấy. Đó cho nên là từ những cái đó thì cái các cái thế lực, các cái những cái người mà câu like câu view hoặc là một cái mục đích sâu xa nào đó khác á, là cứ đăng lên tại sao lại như vậy, nhưng mà họ không biết đó là cái điều tra ban đầu chứ chưa phải là cái quyết định cuối cùng đó, mà cứ cầm đèn chạy trước ô tô. Các anh hiểu không, cầm đèn chạy trước ô tô cứ phán như đúng rồi á, còn tạo ra các cái thuyết âm mưu là có thể là chìm chuồng như cái vụ A, vụ B, vụ C đấy. Cơ quan người ta làm việc nó phải trình tự các bước, phải suy xét tìm chứng cứ và các cái dữ kiện để thu thập mà mới có cái tới cái kết luận điều tra, mà cứ phải một cái vụ chết người chứ đâu có phải là cái vụ gì đâu, con heo con bò đâu. Cho nên là cứ khi mà sự việc xảy ra cái yêu cầu là có phải ngay, có ngay cái kết luận thì như vậy thì có phải là dẫn sẽ dẫn tới oan sai không?